Những người học Phật như chúng ta bây giờ, học cả đời không thật thà, không nghe lời, không chịu làm theo. Cho nên niệm Phật ngày nào cũng niệm nhưng không được vãng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì có rất nhiều thứ họ không buông bỏ, không bỏ được, nhất định phải buông bỏ.